Đấy bạn chạy mày. Sbai chết. Hay con nghe nghe tới hiền này. Chạy hay lên tức liền nữ. Hả đấy. Đệ xuống rồi nè. Ừ, đệ xuống rồi nè. Ở đây được nói. Mẹ này. Ở đây chết kháng này. À. Ờ thử ba dây còn chấm nữa. Ba. Chắc thằng nó. Hay khăn học nó có thơ tiêu hỏi hai hay ba. Bà tiệt nụ cùng bố mình chăm tầm mơ ngóc nè cả là con tôm nó khẳng lúc nắng khơi nhà miền ở dục hiệp cái hà tha bạ bại lại lùi chẳng ông bố mình lời tầm mơ bà trường học thần thơ thơ xa đọt chẳng á bố ấy tạm cài anh bìa dốm xùm rạp bụ quát chả ràn mình tên bà xùm rạp bụ quát bà chả ràn đàl dốm mình đại miền bị mồn máu ông bố mình bà và già mà cha ôm thom cái ôm thom rồi mà thờ tiệt từ mồn mong bà hay khang phụ nhóm có miền tháp ca ôm thom đấy rằng là ông bố mình lục chơi lục ta cất khơi hay sọp đỏ chôn được khang đi cọt thà cọt sôm đại mục chẳng ấy ông bố mình và đại mục bắt ao khang sọp đỏ chôn phụ mũi chô đây bà chẳng khang bằng học cọt mà thờ đòi to đai ao ôm giày bằng hay đang bong giày mày ông ơi sao bài ông bà này cứ chia đầm na thưa sập rọ thô rồi bỏ bù bốt bù tạ rồi tiếng chiêng học bà đời xa sầm bạch chốn quạt trừ hái quạt bùm ai mọc bàn thế ở lời ní mọc bàn tại bảy nè hay tí ní cô chia đầm bon rồi bỏ chiêng học phòng đá bà đời xa miền ca chô ruộng chỉ môi khnien chẳng tới cô bàn sập rọ chốn khang bù bốt bù tạ bạn phải đo lời chùm nuôi khlạc khlạc chùn tạ đo quạt bụi ấy bạc bụi nông ca thơ tia sang rửa xoay bạc đề cổp tận đọp tạ đào đại nó cứ miền phiếp khá đào nà hay chẳng tới cô miền sập rõ chùn đọ tây thì có chọn chùi xùm rùa là chì bạc phiếp rùa nâu đôi chì ẩn đông tắc nâng chì bành hạp xanh xanh chì đa bạc hay cả nà dương thơ đôi thà tiệt đi sang là say cứ cả đáu tới cả tức ngụt bà cứ thà dục tao được lò ắt chẳng bà cứ bọt rum tao đau đáy là pì cầm đau mà cứ cả đáu nè bà lò hai con ông ca bảo đáy con ông ca chuối có bụng ai cài prai vậy bán có sọp rõ chun đọt tây tiết gọt có bàn chuối khang ăn đông tật vinh bà thấy con ông ca vừa đồng nà tới nít miên ca lũng ba nông ca đa thăm màu trường chị đa bà thầy cát nâng viên sài nâng rợt đầu ní phong đá bà nâng thu sài hai dương khơi nhà ní cứ chị tất tập hiếp nâng ai sọc cầm nà tập bò dương nhàng bất bất bà miên viên sài miên ai cô cọ bay xe ấy chị đa chẳng tớ bà hai chị xe ạc sơ miên thế bà hay nông ca thua đầm nà ní cô mình miên ca nghi sưu lấy nông ca thua bà đoàn tại miên thực chất chọn chui từ đó phụ quát miên thực chất ở nơi sâu từ đó phụ quát từ ai phụ biên nơi cụ ổ bà xã tầng ổ nế bàn bà cứ từ bi bà lâm đó bà lúc hay đó tuôn tại dục tiết từ ai trở lọc mà phụ tia vinh bàn bà hay cái nông ngại ní cư và hai chìa màu bùm bà lạ chuyến cư rồi vô tư bàn mà đọc tê huynh bàn cứ thả tư bì bật cứ mộc huynh mèn là nghiêng chế bàn cứ dục tê mặt đòn cứ khất khóng phục bìa đòi xa tức chất ở bọc phục quát cứ ả nất cứ rôk rôk nhầm bùa nẹ đầy miền chi vập hiếp sát xaoi bàn ở miền chi vập hiếp còn bà vẫn tích nông ca chùi sắp xài nơi xài video tặng ổn này bà chân có xôm bọc ôn tặng ổn này tạm đàn chỉ mùi nâng dương khá nhóm tặng ổn này nông đầm nà tàu chùa bụ quạt bà chỉ mùi bụ tạ bụ vốt bông tiếng chiến học phòng đài bà bà bụ mình lúc dây lúc ta bà là bụ nhóm bơm nà chết tật đòn kia bọn xây đại bì ca đài hơi là bụ nhóm vừa nãy anh ngay đấy ông phụ mình vừa làm được cái nó và ta môi đơn ta sẽ tiền mau mà này môi mình cầm pre lúc muốn á ông phụ mình này mà đã tạm khỏi nhau mày và còn còn đã lên mà còn
từng màu bị nè, màu bị nát môi. Màu bị đa lên nè. Dạ cái chắp á. Dạ cái chắp á. Dạ cái chắp. Tòa pi nhom bàn thua đầm na bắt đầu nông. Bây cắt bây về là bụi bụi. Phụ mình lục gia lục ta bà nu tia cha bọc cọt này cha bọc cọt hay tia hàng ní ru trên oai tia mùi càng ní nâng bà tia là càng ní ru trên oai hay tia đại cọt lọp sơn nạn này côn bọc cọt đẹp cả đại nâng cọt sơn nạn nâng ní nâng tài tục mùi bà tục mùi ta cần là cần là phọ hàng chật tiếng môn bà này phọ chật tiếng môn bà là xa cọt tục dùng hiện lên về thứ ngày ở chân tây bà chân ông phụ mình bà cần nhà hàng ní bỏ lặc bỏ ai ban sát trên môn và này môn nó thu lệ bạc bay lại hồ nhắn này ông bố mình và hai thằng nút và thơ tiệt hỏi mây mùi khăn non mỏng ông bố mình mà mùi khăn non mỏng và hai khơi thật sao xa đó và xong rạp của cốt và thu nâu ba này phần năng và tôi sẽ kháng sọ bỏ chôn quạt bàn chùi phơ nhắn này chùi phơ và hay khang cho bà chôn các bạn người ta xông đánh mục tèm non mà mình nói ông phụ mình lục đi ta cho luôn mấy tên các xông đánh mục mong vô ta và ta ủ thông ta còn chẳng này và người ta đi xuyên học bạn mà thơm to đầy và thơm to đầy và bà ông phụ mình bà lời này khơi ta phụ nhông bà mà đọc tè qua đây bà hay khi nào thua đồng nào tăng bị bực bẩn lâm mà trên bị phù muối cho mà đó phù muối tiệt mà hay ngày đấy cứ nhom máu đấy cứ đời xa tại nhom biên chấm núi ở bờ thom hàng pi sập lọt chun ba đại quan luôn là ai xa đó đam rết chim xe phone sài Monica và phone sài Monica đại quan biên chập chật anh đã thật sâu mà cần ôm sài đang phone sài đại quan biên ông bố mình của bạn chỉ để mà đo đôi mà hỏi ta vì muốn còn muốn nơi không tôm mà không tôm không sọt tại sao ta tập bố tru lê miên mà đi ai tập bố là hay là khu ông bố mình hay tè còn nơi không của bạn dạ dạ lăng bên tên được về là còn mấy liêng mà đo á và còn bán tồn tại tha mình bán phẩm rán tê tại sao ta mấy liêng mà sai chỗ tè của bạn dạ dạ hay mối tiếp cứ lục ông sấy khang đấy còn miền phía đấy chỉ chấm trâu là hỗn độn pram nè bà đòi giờ côn ông sấy khang đấy miền chấm đốn pi nè năng côn trâu còn bay nè tiết đại chi côn sấy bóng á nè bà ngày cỏ càng nghe nó cỏ còn mình miền càng nghe ấy kẻ vì bắt đào rồi bỏ bông rồi bỏ lo bay tinh túi lụa làm bay bàn thạm càng chấm trâu rồi còn xin chua đỏ tung rồi cỏ cắt sấy sấy kia nó không minh bàn bằng ngày buồn bám con còn là đo xẻ chi việc kia vậy khi ta không buồn khổ buồn khoan đây bà đi ở ôn sấy tháng này còn miền đại bị ca mà đời xa tại vì muốn lúc còn bàn chậm điều với thằng còn thôi chỉ ca mà co lo ăn thầy bắt đầu máu còn tôi thả phèn ở đó một pê nữa nữa thầy còn có thẹn luôn bị ca đầy thầy thử bàn ở đấy nó rụt chào là tiệt bà chẳng khi chi việc kia còn nó cứ lầm ba mình tên ông phụ mình bà rồi cái đó pê là bất tua pi ca sắp sai có miền là sắp rồi chun bà còn bàn chui ôp thom thưa tia thưa sập bay bà chun từ can ôm sợi dây bà bàn tia một chun đong đi rồi sna đây chiên học toa làm đong bà còn phơi đợi đây còn toa làm đong bà lấy bàn liền sọc sủa chân bốn này bà lấy đi khơi ra còn bàn tia rồi sna đây chiên học vừa chú nâng là đại diện thảm ca bọt sọp rọt chôn nhà tàm bao diệp học nâng khi ta lấy con bàn con vui kia con tầm bài tầm bạc vui kia mà chỉ sẽ mấy liêng lên tập lên sao không bà, mình bà có rút nâu bàn xóm rung chẳng môn bà ấy khi nhóm ngay đi có trong xu lòm tất cả nôm xây tích của đời xa tại lời đi cư còn bàn tê hai khi nhóm có bơ cơ nhà con có một toàn miền tập bà bà khúc quán đây bà hay cái nông lúc có sọc lọt chôn được hàng cái nhóm lít còn luôn đời xa rồi làm lít còn trong ôm thom diện đầu tất bà cái chun được ôm sấy rồi còn miền đầu tất prau prau còn là ban đọt sài vậy chẳng nữa bà chẳng lời ban chuột qua đây bà chẳng là xôm chuẩn bị xu ông bà xu ông không sụp bái ông nó dạ sụp bái bà hay mấy đau mà lời ban tiệt ban mấy chẳng hay lời mấy đây đi qua không chiêng học nó hay o quân này, học ấy tới là
ອ້າຍອົມມາຈະມີຊ្មោះຫມອງຕິດອົມອົມຊ្មោះໃດຫມອງມົສະຊິມສະຊິມບາໃຫ້ປົ້ນໃສຊ្មោះໃດເຊນຈືນບາ ໃຫ້ ຈັ່ງ ເຄີຍ ຖ້າ ລະ ນີ້ ຄາງສໍາລະຊົນ ຄາງ 1 ກໍຈ້ອງບົກດົງຕັກໃຫ້ຊູນອົມມາຈັ່ງນະ ໃຫ້ ຈັ່ງ ສະ ລະ ສູ ຕິດ ອົມ ສໍາໄຫ ປໍແພ ຕັກເນື້ອນາ ໄດ້ ຕັກແທ 1 ຈູລ ຄາງ ບົມ ឲ្យ ລຸຍ ກວດ ໂຕ ບັນທິດ ຕູ້ ໂຕ 10,000 ອີ່ ຈັ່ງ ໂຕ 2,000 ពីពីងគេបូងវាមានមិនសិនបូងចាមើលទៅបូងបាទបូងដាក់ឲ្យ 2 ពីងអញ្ចឹងប្រហែលដែរ 10,000 ដែរអូ 2 ពីងទឹក 2 ពីងរហូតដល់ 10,000 បាទដាក់តោតតែខ្លៃមែនខ្លៃមែនយកទៅម៉ែក្លឹងរត់ដែរបូងមកច្រើនបូងធ្វើការប្រើភ្លើងប្រើភ្លើងបាទហើយអាម៉ាទ័របូងទឹក C ភ្លើងខ្លាំងហ្នឹងបាទហើយ 2 ពីងអញ្ចឹងប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរអីច្រើនថ្ងៃដែរ បានកន្លះខែសំចៃហ្នឹងចឹងបានថាថ្លៃកន្លះផោតកន្លះផោតម្នាក់ហ្នឹងខោអាវអីគួរខ្លះទៅបានដល់កន្លះខែហ្នឹងមើលទៅឆ្ងល់ស៊ូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រើទឹកពីងនៅខាងម៉ែក្មេងខ្ញុំប្រើទឹកពីងខ្ញុំមានទឹកស្អាតណាស់ព្រោះតែមានពីងប្រហែលនេះទេពីងច្រើនពីង 6 ពីង អញ្ចឹងពីង1ព្រោះបានមួយខែអញ្ចឹងប្រមួយពីងព្រោះប្រមួយខែហ្នឹងហើយគាត់តែគាត់ទិញទឹកគេដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ទិញទឹកគេដូចគ្នអត់មានទឹកស្អាតចូលទេព្រោះបានដល់6ខែ6ខែណាបានតែបើពួកខ្ញុំទៅលឿនពួកខ្ញុំមុជទឹកមុជមុជមកយកណាមុជរៀបមុជមុជមួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអត់មានមុជសំចៃទេចាក់យកចាក់យកចាក់យកឲ្យតែឆាប់អស់អាហ្នឹងបងទៀតខ្ញុំអត់ចឹងផងជួយអត់ទេខ្ញុំទៅម្ដងម្ដងហ្នឹងគ
đong tầm lọp phụ nhóm môi tầng ngày bay đong chẳng đâu dạ bà lầm lang ngày là nghe hay chung căng ngày nào cái đá bay bốn đong ấy không dạ bà phụ ấy nhóm nhạc phở tật phiên còn qua đăng thà tật phiên nó nghe phở du bà là khối bờ bong biên cùng đất môi à lỡ đầm bây giờ dùng phòng cháy tất á bà còn đây chị an với an à bà chị an thôi an tất máu bây giờ dùng bút dùng lột tàu lột mỏi bà lột tàu mỏi lột đột ai lôi đột ai là năng mỏi năng này ồ chắc là nào đây dụ ủa ta an tưng là dụ ủa ta an tưng chi vậy bây ngày cái nào tới dùng dùng mũi tiệt bà thì tất nó tới na đây đây tất na nó tới đây bà mũi tiệt tất cả là năng na bà đây mình lo bà mình lo bà dùng bo lo này bà pin thì cái đây nè không pin thì cái đây lo bà ông phụ mình dậy lên ông phụ mình bà anh chẳng khơi ta mà lấy nó ông miền là từ thời trai được gặp phong ấy thế đấy lấy ồ bà ai từ đó đang ở ban chẳng bóng nào này hoàng ngày phong ban đông thầy bà dù chú ban luộm lo chẳng tới không đó bà chồng cô thấy vậy để sập vào chân ông không phải muốn lúc ra nữa nơi một bê tiền nữa bà còn một bê hay nông một bê nữa dạ. Hộp lươn đá chẳng nữa hôm nữa dạ, ồ chân đam rất đam ngay đam là nghe mà ngay bay đòn bà hay chân không mà ngày đến đam hoa màn cái lỗ đó không đam cà phê phong cà lá bây giờ phong hai bây giờ phong chân mà ngày đến tụng buôn phèm cái lỗ thôi bỏ bằng mặt bê phi phong mặt bê phi bây phong hộp chẳng ngon cái gì mà chắc ông còn ngon rồi đốc miên ông phơi nè chào phơi nè thử chấm chào năm bon thầy mới ông mới về thở phơi nè mặt bê năm mà người phong chúng ta pi cái lá chúng ta bay chẳng qua châu chờ một lô đã không một ngày chẳng qua mà báo liền lôi tinh cái này tinh thì ai mà về hộp với hộp tinh đây làm pi phong cái lá tư cái nào mà không nên hộp con nghe chẳng tới hộp về hộp á bà yêu mà con phụ dịch chuôn sẽ ai máu chưa hộp tới bà trong chân tay bậc thang cua sa cô đập môi nè nơi khang nói với bậc thang đâm mà ngay bồng bồn cái phong
không ngay con trầm này không còn nó đôi chỉ mà mơn mơn chiền mà mơn chiền còn đang nâng chiền cò chiền cò hay nâng mà hôm nơi tiên nâng hôm ha nâng ấy xây xây con trai anh định tuổi tiên và thôi mỗi bữa sớm mai chắc chờ mà thời đã hôm chẳng hết mà mình cầm lăng mà hay cái này chầm nổ bắt dương con mình chầm nổ có nhiều bạn nó không ca chầm này không ca chầm này chầm nổ bỏ dương sau gì chẳng hết nè ở hậu ở tây riêng rất là làm bài làm năm thời gian một môi lưới đã trôi nó cục nết nữa cái nông phun dương đấy bốc tới trên màu trên tắc ấy ông được không càng là trên càng là trên tìm ngay bên trên cái bốc chơi chơi ấy là mòn này sai thơm mấy đồng em sai thơm mấy đồng sai thơm mấy chứ ngái vậy mình chết đấy nè tại vì sân dì miên sau đó chôn chuối bồng đống không miên chiêng miên ấy đấy đống đi miên nẹ bồng đống miên ấy chẳng đây mà quá hay mà rồi kháng chiêng học kháng chiêng học còn đằng học còn đằng vì nẹ bồng đống bà dương mà bồng cái cốt kia nhẹ ngọt đấy nó kia nó ngọt hai cả bà tại dương máu dương hào khăn học học bột này từ xa thằng ấy đi học còn cọt mau đây nên cọt cho không khăn lơ nó mau đó ta nó chui mưa lan chui diêm lan cọt để người ta cọt đã mau cọt ta đây thằng này cọt mười trăm lục lâu nó cọt mười lâu mười ấy giống ba là mau bảy nè ba chân không phải đi còn là ông phi sập tục luôn nơi trăm ngày ấy nhưng mà xuống ông đó rồi thấy đấy nhưng mà bạn đang từ ngõ cái này thấy ông miền chỉ việc tiệp của ba hay coi mà có miền sập đó chun chui là ông miền bán thu mà cầm ra thay ba thì tiệp sập bãi ngay đồ tập ấy thằng tiệp sập bãi thằng hồn hóc phải thằng đồ tập ấy thằng sập đó chun thằng nhóm á ba thì mấy đây chạm nhóm con lo mà chui ông đó tiệp hay cái này cứ đại sa tại ôn say Monica bà đại quạt bàn tu sơn na là video đại điệp rồi pi chi viện của quạt đang sốc sốc bỏ ôm hay đang ôn say nữa quạt mình phát triển thành nét hay quạt luôn là sáu đó là mới đây ôm na quạt bàn nhà thảo bị ca chấm bốn hai sập đà la bà tam nhóm bạn của quạt này bà là mới vừa một chút ôm hay còn là bạn ôm đọc cái chi viện phim ôm nữa bà chừng hai trăm đô la đi mà được một phay mớn chú tập ôm nó ôn sấy nhé bà còn đọc sẽ chi phiệp hay chừng ôn ôm miền phiệp với dây thằng làm nó côn được can ôn sấy à Monica ấy bà sạt thục mùi ca bà chết bà nơi sạt đó đầm đây ôn chun có sao đó mùi nhà bị thà bị ca mà ôi chun ôm mà lâu tê và đá xong năm thay cho năm chả thì ôn ta thằng ông bay bay thay hà sa khui tao tina chụp cái đây chụp cái đây chim lên lục khui trong pi trong chun bon chun cơ sao khui trong năm cả cái ca mà ở trong xong mà ban chụp tao đó tina khui na sa tu bạn ôn sấy Monica bạn lư ca chun po và pi ôm sấy hai ba hay ôn tự tua yok mẹ phol phong bon na ba để chi thạ ca bọ ôn để tay bởi vì mốt và rồi bị co ba nhà chun và can phu quạt làm bây giờ phu quạt bàn còn đã đo xe ai chi một phiếp ba hay ở lấy đi khơi tha quạt miền tập chất sợ bái đi đi ấy đồng phớp xương sọ tập nè và xa tay nâng sẽ cái đây là ô ôn làm ôn à và xong ôn được tựa vô mẹ phó làm ôn mát phơ đi phó ôn Monica ba hay bó cái xong cửa chun phô chun chay sở đấy xưa đây sọc sọc phẹm cô là dụ dân du sọc sọc phẹm là o ba tất cả những ông là con ông cua xa tầng o cái đi ba hai chị phải xe nâng cư xôm chun po chun bà tết tập po tầng lai buôn bà ca cư là dụ bà nạ sạc khạp bà lẹ gom bay cái liền lao ấy ba chân khi nhau bà bà tắc là xôm làm nó ở con đó bong xây Monica đã có rút nâu hạ rót àm rách ba hai khi nhau bà bà tắc là xôm buông xuông tê bà đá chân nam chá là chô chân nam thơm ấy đi chỗ bay bạch thái xa từ đó cầm cù sa bong xây bà con miền ca sọc phiệp lo độc si từ tu tiền miền ban chuyện từ chung đôi từ ốc cùng chơi từ ti chật ti ngay chụp tài sắc đây sọc
សេចក្តីសុបាយជួបតែលៀបជួបតែចៃសេរីសុស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវត្តបាទខ្ញុំបាទពុតៈបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទលាសិនណាអូនណាបាទមានដល់បាទបាទក្តីសុខអូនទៅវិញនេះញ៉ាំញ៉ាំលងយោហើយបាទប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបងប្អូនក៏បានស្ដាប់ពុវត្តហើយនឹងពុតៈព្រមទាំងជាងហុកបានទៅទីនោះបានសាកសួរគាត់ដូចជាស្រេចហើយបាទមើលទៅបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាខ្មែរយល់នៅសេចក្តីទាំងអស់នេះបាទមានតែខ្មែរទេដែលអាចយល់អំពីទុក្ខធរៈនិងសេចក្តីផ្សេងៗបើបងប្អូនយល់ក៏សូមជួយចុចឡាចជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ផងបាទគឺពុតៈពុវត្តសម្បត្តិជនជាងហុកអីជាដើមបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនបើចង់ជួយទៅដល់គាត់បាទក៏សូមជួយចុចចែករំលែកខ្សែវីដេអូនេះពូលគឺ share នៅខ្សែវីដេអូនេះគឺពុំចាំបាច់លុយកាក់អីជាទឹកចិត្តនោះជាល្អក្រៃលែងហើយបាទហើយយើងក៏ជាខ្មែរដូចគ្នាពុំមានអវ័យជាសត្រូវគួរមានគំនុំគុំគួនខ្ញុំមើលទៅគឺថាភាសាខ្មែរទឹកមុខជាខ្មែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានអីគួរឲ្យកើតគំនុំចងជាសត្រូវទៅវិញបាទវាអត់មានអវ័យវាសុទ្ធតែសាច់យើងឈាមយើងញាតិរបស់យើងគឺពុំមាននរណាយល់ច្បាស់ជាងខ្លួនយើងទេបាទវាអត់មានសត្រូវទេបាទមានតែការយល់នៅអំពីការលំបាករបស់ពួកគាត់មានតែការរួបរមសាមគ្គីគ្នាជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទកំពុងតែមានទុកធំច្រើនក្រុមគ្រួសារណាបាទបើសិនជាយើងមានការញុះញង់នោះបំបែកបបាក់គឺពុំមានការជួយទេបាទមានតែឃើញថាអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលជាខ្មែរហ្នឹងគឺមើលទៅគឺសុទ្ធតែជាសត្រូវរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើសប្បុរសធម៌គឺយើងជួយទៅដល់ពួកគាត់មិនមែនជាសត្រូវទេបាទក្នុងការពេញនៅអំពើល្អបាទក្នុងការបំពេញនៅអំពើល្អឲ្យវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីល្អរួមរំសាមគ្គីគ្នានឹងបាននៅសេចក្តីសុខបាទខ្ញុំបាទក៏មានការចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាមិនមានចេតនាបៀតបៀនបំបែកបំបាក់ដុតបំប៉ើងឡើងឲ្យកើតនៅភ្លើងកំហឹងទេបាទគ្រាន់តែបង្រួបបង្រួមឲ្យមានមេត្តាករុណាយល់នៅទឹកចិត្តខ្មែររបស់យើងបាននៅសេចក្តីសុខមិនមាននៅចងសត្រូវគំនុំគុំគួននឹងគ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបរិបូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់ប្រការព្រមទាំងជួបតែសិរីសួស្តីសុភមង្គលគ្រប់ប្រការផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំអល់ក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ